Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô chúng con làm lễ Tổ. Nam mô chúng con làm lễ Đức Phật Tổ Phật Thầy. Đức Thầy chứng minh cho tất cả đệ tử còn khờ dại. Đi đến đây học đạo gặp bạn đường hay là gặp một vị huynh trưởng để trao lời lại cho tất cả các anh em của mình để trên đường về Phật gây go cộng bẫy, thì nhờ các vị nung đúc tinh thần để cho tất cả qua được cái sông biển của trần gian. Hôm nay con xin hầu thầy hầu Phật để mà cảm tạ bên trong và đầu đội dây mang. Nam mô A Di Đà Phật. Nó có đúng chưa? Dạ. Xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm bằng tín đồ Phật giáo và tất cả các anh em đồng đạo của mình. Ngày tháng trôi qua rất mau. Chúng ta là người cuộc sống nó thấy nó bập bềnh cũng không có gì hết. Nhưng mà nay thức tỉnh được biết rồi đó, thì bây giờ chúng ta bình yên tự tại lại, không có gì, không có gì đâu. Miệng vẫn vui, vui với cái cuộc đời cũng như là Phật cho mình cứu khổ ban vui ở Tây Phương Cực Lạc. Chứ ở trần gian này không có vui đâu. Sáng vui chiều buồn đâu quý vị. Như vậy đó. Thì bây giờ bần sĩ là ai vậy? Là một người như mình. Như mình, như bình thường như tất cả quý vị. Nhưng có khác. Có khác là cũng như được được nhiều đời rồi, nhiều kiếp. Cho nên trên mới trọng trách cho xuống đây để mà một kiếp nữa, để rồi khuyên nhắc tất cả quý vị. Đó là Đức Mẹ Hiền, Đức Mẹ Từ Bi của Đức Quan Âm Bồ Tát. Hôm nay thì thầy xin trao đổi cùng với tất cả quý vị 50 mấy năm rồi quý vị, đã chịu đựng không biết bao nhiêu sự khổ khắc, nhưng mà không nói ra là hết rồi, đâu có còn gì đâu. Nhưng mà ngày xuất hiện đó quý vị có biết đâu, trốn như bùn như sình, cấy cày làm lụng tất cả điều. Rồi tu không được sao? Tu được đó. Chỉ lấy cái tài liệu đó mà mình đừng để ai khám phá rồi mình tu hết. Còn xin kính thưa, ở đây cũng như là sư, cô, thầy đã có nhiều đời đã xuất gia đạo Phật, thì cái đó là chúng ta nên cung kính bên trong và để tất cả các vị ngồi ở một bên đó để bảo chứng. Còn mình bây giờ là người phải học đạo. Học đạo phải chịu đựng với một cái cơn thử thách. Bây giờ chưa có gì đâu, quá lớn, còn mình có chịu đựng được không? Cho nên hôm nay đó thì mấy hôm rày đó thầy có ra, bên Lâm Thiên cũng có nữa, nhưng mà con không quên Phật ra cái chủ đề. Còn hồi chiều này thì kỷ niệm ngày học đạo đó, cái kỷ niệm vậy đó, nó phải có cái chủ đề chứ không có làm sao mà nói được. Thì đây là thầy đã dịch ra cho tất cả các đồng đạo và anh em nói được làm được, hãy ra rồi phải dịch vượt ra mà dốt nè. Không phải dốt nát, dốt đặc thì dân cư sĩ nó, thầy ơi sau này rồi ta về ta vấn đáp, ta hỏi thầy làm sao, thì nó có yên tâm đi, không có gì đâu, không phải nhà văn phải không? Còn thầy không có nhà văn đó. Nhưng mà tất cả các ông lớn bà lớn hay là nhà đại sĩ học này cái nọ đó, văn học đại sĩ tiến sĩ gì đó lại đi hỏi, thì thầy nói mấy tiếng thôi là thì dân à, các ông cũng biết tôi không biết một chữ, không ai dạy hết á, thì làm sao tôi trả lời được chứ các ông. Còn ông siêu miền rồi, siêu đẳng rồi, học cao rồi, tìm cái người học thật cao để hỏi. Còn các ông mà hỏi tôi thì các ông cũng như tôi vậy sao? Đem cái giá trị, cái quy của quý vị mà đến hỏi cái người khùng về sao? Thôi, nếu mà các ông muốn nghe gì, tự tâm tôi phát ra, từ trong đáy lòng tôi sẽ có cái gì tôi sẽ nói đấy, thì các ông phải ngồi đó đi. Tôi sẽ trả lời bằng không ai dạy.
cái dân nó trời ơi, con tưởng mai mốt người ta về ta đuổi được á thầy. Cái dân con sợ thầy bị quấn hả? Hồi đó tội nghiệp lắm. À, cũng như là nói ngư dốt nói pháp quá rành, cổ lai tế thế thuộc dòng bụi sơn. Tế dốt mà ta đã khai thì được nhiều đời lắm rồi, cũng như quý cô đâu phải một đời, nhiều đời kiếp lắm đó. Nhưng bây giờ xuống đây á, nhiều trầm ngâm qua những cái thế hệ mà hôm nay đó mình được lên rồi, mình lên cái tầng này rồi là tầng thiên hạ, có thấy không, gần trời rồi còn gì, trên thiên thượng dưới thiên hạ đó, mình lên làm chúng sanh nè, không cùi không đuôi không gì, nhìn đi, để bên đây vua rồi còn gì nữa, mà mình không bảo vệ được mình, đừng để mệt quá. Mệt đi làm phải mệt, nhưng cái mệt đó nó thấy nó bình thường bình đẳng, đừng để nay mệt cái mai nghỉ sung sướng này kia, nào không có, ngày nào cũng vậy hết, mày phải thắng cảnh mới được. Phải làm, phải có, đừng chi tiêu, phải có. Để rồi mình nắm ở đó đó, mình quay dần ở trần bất nhiễm trần, mình không có nhiễm, nói là nói thiệt không nhiễm. Nhiễm là cứ mê cái gì mình cũng mê hết á, mất chút kiếm la ông sùm, ra chợ quậy người ta trả giá tầm bậy tầm bạ, vì mình được mơ cái tốt, mình cứ sợ ta bán cái xấu á, phải không? Vậy đó thì mình đừng có mua. Thì chính người cũng có người xấu người tốt vậy đó, vậy đó. Thành ra hôm nay thì thầy xin quý vị thiết tha trăm ngàn lại chúng sanh, Phật nói con đường lại Phật, con lại chúng sanh, vì chúng sanh là Bồ Tát, nó Bồ Tát sống đó, với lại Phật không à. Mà chúng con bỏ quê, đi ngang đánh cái bóp đó, rồi đến nhà xì đi xì gì đó, sủi gì đó, cái người ta khinh bỉ, chúng sanh lầm rồi, con lầm rồi, chúng sanh là Phật sắp thành, Phật đã thành rồi. Vì ta chịu đựng qua cái trạng thế nào và ta học nhiều, nhiều đời nhiều kiếp thì ta đã thành Phật. Mà trong kiếp chót này đó, người ta đã đứng vững biên cương không bao giờ lay chuyển. Vì người tu là cúng dường thân thể xương cốt này cho người không chịu Phật. Người ta đã chôn người ta rồi. Quý vị, ta chôn liệm cái hư, cái không tốt, cái tham, cái lận lường, cái tính mâu thuẫn ở trong lòng, cái đó là thất bại rồi. Thất bại rồi. Mình tính, mà mình tính cái gì? Cái chữ tính của mình, cái uy tín của mình là uy nhiệm nè. Rồi cái uy tín của mình nó không thể thường, nó rất là cao cả. Mà mình tính tầm bậy, mình tính cho cao, mình tính còn hơn ông trời nữa. Thì cái đó để làm gì? Đó vậy. Thì hôm nay thầy nói mình cũng tính vậy, cái uy tín của mình mà nha. Nhưng mình tính tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh dữ, sĩ nông công thương đều là tu được hết. Đó, chứ đâu phải nói là thế tử Sĩ Đạt Ta, sư phụ của mình đó, đâu phải mình thấy phim là mình thấy cái lịch sử mình biết hết trơn rồi đó, biết hết rồi đó. Ngài chỉ thoát ra khỏi cái cửa thành là ngài thấy mấy vị kia là ngài hết biết rồi. Còn là mình thấy ngài năm tháng kinh tụng chùa giang á, để cho mình đến để mình sám hối. Nhưng mà mình bị án rồi, không biết cái án đó nó ở đâu ạ. Nó làm sao ngăn cản được cái bóng tối đó. Vậy mình dập đi cái đuốc của Thượng Đế, dập tắt đi cái đuốc huệ của Phật ban cho mình, cho nên mình phải bị tối. Mình nghe không phải nghe hai lỗ tai, nghe trong ký ức vô tận con người mình đó. Mình chứa hàm chứa trong một cái hồ, trong một cái kho tàng của mình á. Mình chứa, mà đi mình nhận ra, mình nghe, mình nói chuyện, mình biết. Chứ còn nghe bên đây bên kia thì chút xíu cái nó qua nó rồi. Đó, hai cái lỗ ống cống nè. Nhưng mà nhãn nhĩ thị thiệt thân ý Phật có nói đó, mình là con tinh chín lỗ đó quý vị. Từ phụ có nói đó. Chứ không phải thường đâu. Mà mình cũng dễ thành tiên thành Phật. Muốn học mình pháp tiên thì mình hơi tiên nó sướng lắm, không có làm gì đó. Nhưng mà mình phải học qua nhân đạo, thần đạo, thánh đạo mới lên tiên đạo được, được lên Phật đạo. Phật bây giờ lấy cái rửa chém, cái dao chặt nát đi, Phật cũng không nói gì nữa. Vì ngài đã ngộ đấng từ bi rồi, ngài đã ngộ là không bao giờ lay chuyển được ngài hết.
Thế là ngày cúng hết rồi còn gì đâu nữa. Cho nên hôm nay đó thì thầy xin tặng lại cho tất cả quý vị là con không quên Phật, vì mình là con của cái rắn. Mà có xứng đáng làm con không? Nếu ngày nhận mình đọc thì quy y, quy y, quy y tâm bảo. Nhưng mà mình không được đi quy y, vì giữa trời con xin quy y. Con tên gì nè, khỏi nói luôn á, vì Thượng Đế đã biết mình rồi. Con xin quy y. Quy là có nghĩa là con phải quy tụ trong lòng con một cái ánh đuốc, một cái gì, hay là con phải đánh rơi tất cả những cái gì xấu xí đó. Con phải làm y như lời của Phật dạy, của trời đất, con không sai đâu. Con nguyện rồi, nếu mà không thì con sẽ chết mất cũng được, nói như vậy. Đâu có ai, chứ không phải bắt buộc quý vị phải vô chùa. Còn vô chùa là đi xuất gia, còn mình cư sĩ cũng được nữa. Nhưng mà quy y rồi về không có lo bị gì quên Phật ra. Bên ngoài nói được, cho nên ngừng lại đi đồng đạo, ngừng lại đi chúng con, ngừng lại đi quý trò, để điểm cái tâm mình, để rọi thấy chắc chắn rồi mình hay mò xuống bắt con cá đó. Cái hồ mà còn này không có đâu, nước dậm sông Thoa. Nói là nói, tu là tu, rồi chữ lộn là chữ lộn, ganh tị này kia, nó rùm beng như cái đống rơm, nó chờ lửa cháy vậy đó quý. Thì mình làm sao về Phật được? Muốn thành Phật đâu có dễ. Bao nhiêu kiếp đó, tại là mình mới ngày hôm nay đó, dù bao nhiêu kệ, không có nhắc, không có biết, không có gì đó, mình cứ mời, mình cứ tu, mình cứ lo này. Thì ngày nay mình lên được ở đây rồi, mình để mình trở xuống nữa sao? Bây giờ cái khu trục của quả địa cầu này đó quý vị, anh em cố gắng nha. Chiếc thuyền này đã thay đổi, nhưng mà cái nó quay vậy nè, của ai ra nấy hết nha, không tội gì tội gì đó. Thì ở Lăng Thiên có kiến nguyệt đài, sau đó xử tội, cùng là lập đời lập quốc, cùng là long qua đại hội, nhất tà lơn nhị thức sơn. Thì bây giờ ta thấy xử rồi đưa xuống cái chung tòa đó để giết đó. Đó vậy thì bây giờ mình biết trước rồi đó, không bào chốt thân thể, không lo cho nó lắm, mà đừng phụ phàng nó, đừng cướp bóc nó. Giờ giấc ăn ngủ nghỉ tất cả chúng con phải thường tập, cũng như cái nội quy, cũng như ở trong chùa vậy đó. Mình ở ngoài nhưng mà mình không được vô chùa, mà mình đã có cái ngôi chùa ở ngoài rồi, ở ngoài tại gia của mình đó. Rồi vậy mình có cái ngôi chùa bên trong của mình nữa kìa, không quét dọn tùm lum tà lạ hết. Thì tôi bao giờ cho được làm mà không có chăm chú để săn sóc cái trái này nè. Anh ta săn sóc cái trái này có sâu có đồ không, phân phối đất phù sa, đất chỗ nào nó mới được như thế này. Con này mình bỏ tâm hơi tâm hất dục ở trong gây cây ấy, chừng nó ra trái đèo. Ủa ai mà trồng trái sâu đủ này mà lại xấu xí, mà lại như thế này? Chính tay mình giải đó quý vị, mà mình bỏ rơi. Cái tội của mình nhiều đời kiếp lắm á, mình bỏ rơi mình không biết. Ngày nay biết được rồi nha, thầy xin cái thưa quý vị, đừng nhớ Phật đi. Mỗi ăn cũng nhớ, đứng đi nằm ngồi lúc nào cũng nhớ đến Phật hết. Hãy nhớ đến Phật rồi thì niệm tiếng Phật thì tan dần theo mây nước. Mà mình nhớ Đức Phật rồi thì mình được vinh quy. Hỏi lại ta tu niệm để làm gì? Để giải thoát cảnh gian nan trần trược. Hỏi đi con, hỏi tại sao trên đường không tiến bước? Mình bị nghiệp quan tình nó đuổi rượt sau lưng. Làm sao đạo được chấn hưng? Làm sao con về cửa Phật rồi tay bưng kim đài? Phải thức dậy, tỉnh dậy đi để nhớ lại Đức Ngài. Như câu niệm Phật mà nhớ hoài nghe con. Chớ không phải mình tu lên núi lên non, hay là tầm đường nào trốn mi khỏi trừ nghiệp mòn được đâu. Muốn tu niệm nó lụm lặt từ câu, từ phút. Rồi ngày với đêm phải nhín nhúc làm hiền. Mình nghèo, không có của, không có tiền, có thần lực để đem khuyên người yếu ớt. Mình có 5 lít gạo, người nghèo mình chia sớ. Sau đây hỏi mi rồng, con được hưởng vinh quy. Ngày nay phong độ thơ kỳ,
Nếu mà chậm trễ rồi con đi đường nào, phải cố gắng dồi trao cho gấp. Mình là tiên độc Phật nè, mình làm sao được gặp bậc cao tầng. Sống đi phò chúa bớ dân, sống đi rồi ngày cuối con được gần ai ơi. Con thầy bớ chiếc thiền lai, hết cơn đau khổ thầy mãi trở về. Ráng tu đi cho chỉnh tề, mình là người phụ nữ hay nam kỳ cũng sống. Sửa tâm sửa tánh sửa lòng, sửa đi sửa đứng mới thuộc dòng Phật gia. Phải sửa đổi, ngồi kia rùm rèn đó, mình đi ngang đi bướng và mình sửa lại. Tướng đi tướng đứng dịu mềm thì là Đức Phật tăng thêm phép màu. Còn nói chuyện với chúng sanh đó, đâu có nói chuyện âu đâu, nói thời nhỏ nhẹ mà đắc câu rất dài. Nói thì nói nhưng không có lộn chữ trần ai. Nếu mình về Phật sống dài, ráng gìn học cho giỏi và minh minh triết triết. Học suốt đời tới kiếp này mà mình không biết cái gì. Trên đường đạo hạnh cứ đi, lúc nào mình bị chịu dư ly đừng buồn. Đó là một cái cơ đạo đó, để thử thách, có mình đóng một dây tuồng. Nếu mình chịu đựng được đó thì gió luồn thổi qua. Ngày mai hát bản nhận ca, ngày mai sẽ mở hội long qua bớ trò. Ráng học giỏi, đừng có lao bay lao bốn, mà đừng có xài nhiều. Nói tôi đi học tôi tốn tiền muốn, tại mình không chịu đi xuống. Mình đắm say chơi giỡn nên chịu buồn mất tiêu. Ráng mà nhìn nhận gió hiu hiu thôi mày. Chúng con đi học hành rồi đừng cãi mẹ cha, tập làm người đừng có xa qua. Đừng dai mượn nữa trần đà thì giải thoát. Chúng con biết không kiếp này là kiếp chó, mà nếu mình trễ thời kỳ rồi, Phật đau xót biết bao. Phật đâu có hại người nào, đèn nhang đêm cũng được rao rao lần lần. Đó, thì thầy đây là một ông đạo sĩ bậc. Ông lãnh đủ phần đi giáo đạo Nam Phương. Con ơi chưa thấy đấng thương, vì Phật trời giáo pháp trong tâm lương người hiền. Con cũng có hết đó, nhưng bây giờ đang phong ba bổ tố nè, thấy không? Ông ngoài đời xã hội ra thì cha mẹ đâu có giao tiền, cho ít ít đó. Vậy đó, thì con đừng phiền thì thôi. Hết cơn bất loạn đi rồi, nhà yên cửa thắng thì con nghi ngồi bảo châu. Cha mẹ đưa hết cho mình đó chứ, đâu có giấu đâu. Nhưng phép Phật mà bây giờ đưa xuống là quỷ ma nó chặn lấy hết à. Cho nên phải ráng và tu vui vẻ đừng rầu. Niềm vui đừng hy vọng, đừng nghĩ đâu nghe trò. Vui trong trí để mình lo việc đạo, vui đừng buồn để mình dạo khắp non tiên. Mình vui đừng não đừng phiền, con ơi ráng dừng ráng nghiêng ráng về. Đừng có vui làm một tướng rồi một hề, hãy thấy tiền nhiều quá mình vui về. Quá vui khi mà hết nét đó rồi bùi ngùi, ta muốn tự tử thổ lui cho rồi. Thấy chưa, chính mình giết mình đó. Bây giờ mình thắng lại đi con, đừng có bồi hồi. Đi đứng nằm ngồi con cũng niệm a di, niệm đi niệm hoài mấy vậy thì, niệm hoài mình đắc đạo vậy thì cao sâu. Mình niệm Phật đó, từng câu trong tâm khảm, mình niệm được rồi mình thông cảm mến thương. Ai ai cũng sống chung đường, ai ai cũng như mình vậy, sao mình không thương bớ đời. Nếu mình niệm Phật được rồi đó thì mình không có rời anh em cốt nhục, có mình chia nè, rồi họ khổ mình giúp họ liền.
Chứ đừng xưng Phật Thánh Thần Tiên mà bỏ ngồi lương thiện nơi biển hay sao. Nhờ nhớ Phật đó, Phật là một cái hàng rào để căng ra mà thẳng đến thì quỷ nào chui vô. Niệm Phật mình ráng đắp tô, ngày đêm thức dậy Nam Mô. Đừng rồi niệm Phật đi chúng con, dù tả tới cũng niệm, mất dư còn cũng kính niệm bên trong. Niệm Phật mình được tỏi lòng, Phật đưa mình thoát qua dòng nguy nan. Ráng mà niệm muôn triệu ức vàng không bằng được. Nghe rõ chưa, rồi mình vượt qua bờ. Thở khi xưa mình quá dại khờ, nay nhờ Phật mình hiểu giờ này nguy hiểm. Tâm thanh tịnh sâu mình không kiểm, mình kiểm lại mình như mình xét lại chiếc xe. Chờ chỉ nặng lắm rồi e, thằng trời trách đất rồi thôi tội nhiều. Phải tỉnh táo lại đi để thương yêu chiều chuộng. Mình kiểm mình đi, mình có miếng ruộng phước lành. Tại sao mình không phát để cài, để dọn cho thanh gieo giống thiện hiền lành mình hương. Bỏ xây đế lâm nhào nó gượng, cỏ lên đùa rồi sung sướng được đâu. Bỏ thân không chịu phục câu, không làm ra ruộng thì ruộng đâu cho mình. Phải khai phá để gieo tình cốt nhục, để tu hành để tá túc bồ đề. Như lê gieo giống thiệt hề, ngày sau này nở muôn bề xa xăm. Tại mình đó nè, đừng có đổ ông với bà, hay là đổ thừa cho Phật nè. Thích Ca không hộ mình hổn thí chưa, mình bị phạt trình. Này ta nhớ Phật, ta nhìn ta thương. Vì Phật đi rồi, Phật để lại tấm gương cho mình nhìn thấy sáng, để dọn đường mình lui. Tại vì có mắt lại đuôi, có tâm không thương xót cho bùi ngùi làm sao. Bây giờ ông ở trên cao, nhưng không ông ở tâm nào. Mỗi người ráng tu đi con, siêng năng đi, đừng có biến rồi. Dù cho cực khổ chín mười cũng đi, tu thời trên khỏi gian nguy. Chỉ sao câu niệm Phật có gì cũng thay. Niệm đêm, niệm tháng, niệm ngày, niệm mãi, niệm hoài, tâm giả sáng trưng. Niệm không vui cũng lại chẳng có mừng, mà ai bắt buộc mình đâu, bảo mình dừng đừng niệm đi. Vì trong tâm ta niệm không ly, lúc nào trăn trở mình ngủ đi không lường. Thức dậy thì mình niệm Phật đi con, để tận tường nửa đêm thanh tịnh, để tìm đường đi ra. Nơi đây là cõi ta bà, về đi thì chở rồi lên khỏi sông Hà dần dần. Về nơi Bạch Ngọc Tây Phương, cho rồi ăn tịnh rồi kiếp trần gian mỏi mòn. Hôm nay thì tặng cho chúng con, phải lo nhớ Phật mới làm tròn chung quy. Phật dạy mình đứng lại mình đi, mình ngồi nằm cũng vậy, mình sửa nghi tâm mình, sửa cho đẹp, cho xinh, chứ không phải tô son má phấn đâu con, để rồi trình với ai. Dạ trần cứ hãy heo mời mời, thầy khuyên đồ để sớm mai phải chừa. Đem cái thiệp đi con, thì ai cũng thích, ai cũng ưa. Tô chi cảnh giả rồi sớm mi trưa mất màu. Phải biết trước thì đâu có khổ, mình đắm say rồi rồi nhị trổ phải chìm. Hiện giờ này thầy thấy chưa im trăng sắp tỏ những khuyết lữ liềm về hướng Bắc. Về tri con buổi này thấp ngập, thì giảng dạy trò để dẫn dắt qua sông. Con người tâm giáo đầy đông, thầy còn lo sợ con ngồi trong ngục hình. Phải ráng cố gắng tận tình với ba tánh.
cuộc đời này đừng so sánh nữa chi, mình làm ăn nè, thấy không? Cũng được vậy thì trước giúp đỡ sau mình gì con vợ. Đừng có than nữa, ở đây tôi mắc nợ, trả hoài mấy kiếp không mòn sao. Mắc nợ bao nhiêu nói với thầy coi. Đó là con. Nợ thì mình trả rồi tu mòn không hay. Đức kia mình chứa quá đầy, dù cho nghiệp nặng bao giây cũng rời. Ráng mà vượt qua sóng biển con ơi. Kỳ này chìm hết đừng kêu trời than vãn. Trời đâu có hại trần gian, tại mình chiếm mất cung đàn thiên nhiên. Buồn ấy, thầy muốn về miền, sáng buồn chiều bệnh tối điên như vậy. Buồn ấy, ta không muốn ở chơi cảnh ở đây. Muốn về mà cho rảnh, rồi chầu thầy một ơi. Buồn thế sự mở lời, không biết tưởng rằng ta đã điếc đã khùng. Chừng nào sấm nổ không trung thì con mới biết đạo khùng là ai. Giờ Thượng Đế đã sai thầy xuống họp tiên ông chiều chủ lâm phàm. Khổ gì thầy cũng ráng cam cãi, trời đâu được rồi nhà lắm tiêu tan. Tu cho đúng má hàng quỷ chạy, đừng sợ chi trai gái học trò. Mực mày thức dậy âu lo, con ơi trung liệt rồi trời cho mạnh lành. Đừng thức trắng năm canh cầu đạo, mình phải làm mấy dạo cũng thiên. Tu đâu có nói miệng thiền bỏ quên, mà tất cả nơi miền không không. Tâm chu đáo tấm lòng tốt quý, như vàng muôn ức tỷ chưa đầy nhà. Giàu tiền giàu bạc bao la, làm cho cặp mắt chó lòa mỏi thôi. Đến khi chết vàng thôi cũng bỏ, nhưng trí mình không rõ đạo màu. Hỏi hồn đi lạc nơi đâu, tại mình không chỉ rồi hồn sầu biết bao. Hồn là xác, xác nào là đó, không xác kia hồn tỏ được chăng? Cây đèn cũng vậy chứ, thường hằng có tim có bóng, dầu săn cháy liền. Tình thầy tổ thầy khuyên con nhớ, buổi giáng nguy đã lỡ giờ rồi đời. Lỡ danh lỡ lời con ơi, lỡ đất lỡ trời ai cản được đâu, rồi đây bốn biển năm châu lỡ làng, thất vọng rồi âu kêu trời. Lỡ rồi con mê chơi qua đổi, quên tu tâm viền mối bỏ liền. Lỡ rồi con phải cách chia, làm sao lên được kia kìa dễ quê. Lỡ măng nhiếc khen chê đọa khổ, lỡ rồi tiên Phật tổ chép ba biên, con ơi lỡ dắt lỡ thuyền. Phải chi mà thầy dặn cho nơi miền ấy xưa. Lỡ sớm rồi lại lỡ trưa, lỡ làng xấu hổ mà chưa có bỏ chừa. Giờ thanh tịnh cơn mưa đã dứt,
Thầy đứng đây nồng ngực hay sao, rừng khuya nước mắt tuôn trào. Muốn ca mà muốn hát, chi giảng nào ai nghe. Thầy thế sự màn the gian phù, tại sao mình không chủ chưa được mình đem ra phê phán linh đình. Làm sao tồn tại cho mình ngày mai. Đường sỏi đá trong gai thay kệ, ráng bặm môi bỏ phê bước lên. Đạp gai cũng ráng chí bền đặng qua sông biển rồi về nền thánh dương. Nay còn sống người thương kẻ mến, như thuyền trời thầy đến chợ chờ. Con ơi đừng quá mộng mơ, đánh tan mà khối trượt chứ ngu khờ ngày xưa. Tình đạo pháp bán trưa chiều sáng, thầy nói hoài không chán đâu trò. Mong sao con được ấm no, rồi thiền, rồi đạo, rồi lo tu hành. Các bậc cao bạc lành không bỏ, thương địa cầu cây cỏ xâm xây. Phật còn bảo vệ nặng nề, thương từng con thú để chở che qua đường. Huống gì mình là người rất quý, trên Quan Âm thọ ký chứng minh bà đem giọt nước tịnh bình. Nếu con có khổ bà nhìn rủi ngay, ngày biên quá sống hoài không chết. Cây khô kia còn hết cành khô, phép bà tứ lại đất tô. Tư liền bóng mát mà nhấp nhô thấy kìa. Giờ chưa được cánh khuya thầy dặn, nếu trở về bữa vắng bữa không nhớ lời thầy dặn. Đông đông con ơi rắn giữ tấm lòng hiền nhân, dù tiền bạc nơi trần đầy nhảy, nó là gai là bẫy đó trò. Bước vô ráng hỏi âu lo, ngày nay không sập vào to cũng tàn. Giàu có đức phục hàng tồn tại, vì kiếp xưa con hãy giúp người, bây giờ trả lại trăm dư thì đem của ấy cho người tăng thêm. Chớ đâu phải người giàu không sống, giàu đức ân tài mộng cao siêu thì là mới sống được. Nhiều đó là do lĩnh thiên điều cho ta. Thầy trao đổi đạo nhà ý thức, ráng làm sao lập tức nuôi mầm thì mình không có sai lầm. Chính mình Phật để tay cầm lại buông, đâu có phải thích chuông gõ mò. Mình thương yêu cây cỏ đã tàn, nhìn coi nước mắt hay hàng. Da mình cũng lại da vàng khác đâu. Bốn biển ấy năm châu cùng ruột, anh cao tầng kết cuộc anh mang. Còn em sống khổ cơ hàng. Biết tu mà biết tỉnh thì hoa tràn nở ngay. Tội dư phước ai dai thì lạnh, em nhìn rồi kê cảnh biến thiên. Thôi quay trở lại chiếc thuyền, để cho sư phụ bơ liền về quê. Nghe đi đảo tràn trề ý nghĩ, bữa hôm nay thầy chỉ chưa nhiều điều. Về nhà giặt giặt ta tấm khảm mà yêu, dệt tấm khảm yêu đặng mà
cho chúng muôn chiều nghỉ ngơi. Khám tình thương con thời phải dệt, bỏ tình thương tới chết rồi rồi. Làm người sống đống con ơi, không thương ai hết là loài súc sanh. Nhớ nghe thầy năm cánh thầy chửi, chữ nho này nho nhã lưỡng toàn chữ, rồi con ráng nghe con sửa đi thành đạo, rồi nghiệp mòn con đâu. Dù bốn biển năm châu có bị, mà thân ta giữ trí bình yên, cũng cũng vì ta được pháp ba thiên, ta sống nguồn cội thiên nhiên nhập rồi. Đừng thay đổi bồi hồi khổn mơ khổ, có chuyện gì một chỗ cứ ngồi nằm đi con nhé con ơi. Quan Âm Bồ Tát rồi coi rước mình, đây sắp tới thiên đình còn khóc phạt chúng sanh lăn lóc tiêu tan. Nhưng mà thượng phủ còn than, rồi bà mẹ đến gian nan nguyện cầu. Trời đất rộng biển sâu đất thẳm, bà mẹ mình thông cảm với mình, cầu xin thượng đế chứng minh tha cho mạng sống của thình đạo thiên. Nếu con nguyện liền liền mang tội, ráng hy sinh lặn lội làm lành, thì trong có Phật tái sanh, tâm con là ngọn là ngành chưa trăm hoa, chúng sanh được thì đà diệt được, làm giữ hung hiền đức cũng y trước ta, làm giữ sau thì ngộ rồi, kỵ giữ cho bay đi không còn. Đừng nên nói mãi non cầu thịnh, tâm của mình sâu kín thủy chung, ngày sau đất đĩa cho trùng phùng, đôi lời mà thầy dẫn cho ngày cùng khuyến tu. Tu không kịp mặc dù đã nói, nhưng không trễ đâu trò tiếng gọi phong ba. Con thức dậy hỏi canh ba, ngộ thì lầm Phật mà mê làm chúng sanh. Đâu có trễ chị anh đừng sợ, kiếp mau đi trả nợ cho rồi, đặng mình về chốn cao ngồi bỏ đi kiếp trước phản hồi kiếp lai. Lời thì dặn không sai đâu đạo, ở tiên bang thầy giáo đó rồi, vì dưng lĩnh Phật than ôi, mới lầm xuống thế phản hồi ngày nay. Thầy trốn tránh lá lai không biết, dấu pháp lành cho tuyết ngày tàn. Chừng nào hoa hội nở sang, thầy đem phép thật lăng tràn đem ra. Dù thầy tổ vậy mà đừng nói, chúng con ơi tiếng gọi ầm ầm, tại mình gấp quá sai lầm, không nghe tiếng Phật rồi nghe lầm phải sai. Cầu nguyện Phật Đức Ngài gia hộ cho chúng con nguyện cố tu trì, đặng đọt mầm đại lực đại bi, đặng mà sống sót để đi trở về, về đất Phật không mê nghe đạo. Ở đất phàm mình giáo quá lâu, mấy trăm năm kiếp giải dầu, lộn qua mà lộn lợi như chảo dầu đang sôi. Giờ đừng hỏi con ơi lưng chuyện, lưng hồi kia thấy quyền thấy công, tâm mình còn mấy lung lung, thì khuyên mà đồ để cho chi công ráng thành. Tuy mình còn xác thân như vậy, nhưng ơn trên biến thấy hết trơ trơn, cây cậy che đỡ từng cơn, che hồn gỗi rỗi thì qua cơn não nồng. Xin kính thưa quý vị, nếu mình không có thân, làm sao mình nuôi được cái chí của mình?
vào cái tâm linh của mình. Như thế thì chúng ta phải có cái thân này, nhưng mà để nó quen thân, mày ăn cấp trước quen thân, mày làm biến cũng quen thân, mình xài này kia xí quen thân. Bây giờ mình không có được nhiễm nào thói quen, mình phải thực tập lại. Cái gì là mình tập cho nó đúng, mình tập đừng có sai, kệ nó, đang thực tập chịu đựng nó, không có sao đâu. Mình thấy mấy vị tiền bối tu nè, rồi mấy ông thánh nè, đánh giặc nè, thấy không, sống chết không lường đó. Còn mình không có gì, giờ tu sướng không, ăn uống cũng sướng, sung sướng nữa. Ngày trước, ngày nữa đó, chỉ có mấy cọng rau à, với muối chấm à, mà tiền bối còn sống được, còn tu được, còn đạt mầm được. Còn bây giờ mình ăn uống nhiều quá rồi, đó như vậy nha. Thì hôm nay thì thầy cũng xin cân nhắc và nhắc lại cho quý vị là phải nhớ Phật, đừng quên. Hãy nhớ Phật rồi đã buồn người, nhớ Phật là muốn lìa bỏ hết. Nhưng mà Phật nói không phải bỏ, bỏ mà không bỏ, có mà không có đâu. Nói vậy đó, mình ở đây mà mình có buổi trưa thôi mà mình về cực lạc không hay đó quý vị. Vì mình uống miếng nước, cái mình đi làm về suy nghĩ, thôi bây giờ mình ngồi nghỉ chút cho nó khỏe, thì cái đức tin của mình với cái tâm linh mình, linh hồn mình đã bay về cực lạc. Cái tư tưởng của mình á, về mua đất ở trên đó quý vị, về coi, trời ơi, coi xin mua cái nền nhà ở trên Tây Phương cực lạc á, để mà miếng đất này đã bị di chuyển, bị nhà nước lấy rồi thì mình sẽ có đất trên đó. Mà đất nó xây lầm, xây lầu không có sập, đất cái gì này xây là sập hết à. Đó, có một phút giây cái mình về, mình tạo điều kiện á, nói về cái giả đi, mình đưa cái ý của mình là cái tâm linh mình về, mình rạo khắp cảnh Tây Phương nè, có ao sen báo nè, có cầu Liễu Quê nè, thấy không, đường đi tinh khiết không về, thấy không, tại mình còn mãi đam mê thế trần. Ôi, ở đây rộ rộ rần rần, mình về tiên cảnh á, muôn phần vắng tanh, không có ai hết à. Nhưng muốn thì có à, muốn thì có, cảm ứng chứng minh mà, hãy định hướng nè, ở dưới đó có hiện ra liền nè. Đó, như vậy đó, thì cái cảnh đó đâu có nhà cửa gì đâu, đâu có lộp cất, đâu có mừng hồ, mừng cái gì đâu. Nhưng mà ông Phật Di Đà không phải là, thầy cũng xin mạo muội nôm na, chứ thầy cũng không dám nha. Ông không phải ở Tây Phương đâu, ông ở cái cảnh của ông á. Nhưng cái trường Tây Phương là cái chỗ Tây Phương, là mình, ông chứng cho mình về nơi Tây Phương cực lạc đây học. Rồi ông chứng cho vô cửa rồi được, cái ông bay về nơi cảnh ông à. Rồi mình vô học làm biến á, không, về đó còn tu học nữa. Cái trường ở Tây Phương cực lạc mà. Rồi còn mười phương nữa kìa. Các bà, các cô, các chị không biết, có nhiều khi con lại mười phương cho Phật phò hộ cho gia đình con chết. Thôi ơi, một phương này chịu không nổi mà không, phải không, phương Nam nè, phương cõi Ta Bà này cũng một phương đó, mà đi lại mười phương, thôi ơi, trèo đèo ghê không. Bây giờ mình không có lại mười phương nữa nha, nghe không, một phương mà mình con chưa biết được mà mình lại mười phương phò hộ cho con cái tôi đi đó. Cái đó là sai nhầm. Bây giờ thầy nói ra đừng có kêu mười phương nữa, nhưng mà thầy có nói là con sẽ cúng nhường thân này cho mười phương chư Phật, cúng liền cấp kỳ tan rã ra mây khói cũng cúng nữa đó, như vậy. Chứ còn mình gọi mấy ông mà hộ mình á, A Di Đà mà biết mình đã được về rồi đó, thì bay lại ngày chứng cho mình rồi vô cửa, vô cái làm biến học nha, làm bậy làm bạ gì đó treo giỡn còn nhớ cái kiếp này. Rồi xuống đây nè, xuống ngồi trong ngốc nè con, đã về rồi mà không là học đó, phải trở xuống nữa. Trở xuống, nhưng mà mình giỏi hơn, tăng hơn mấy vị kia thì có đưa xuống, nhưng mà ngày kèm thêm có các vị đi hộ để tu trở lời cho nó mau, con hiểu không? Còn không đọa kiếp luôn á, mê chơi. Đã về được cảnh Tây Phương, tưởng về Tây Phương là ngon lắm sao. Ngay cái trường học cỏ quê lê lụ nè ha, đó bông hoa nè, rồi có đài, có này cái đủ thứ đó. Thầy có về chưa thầy? Thầy có về rồi. Thầy về nơi động đầu tiên của Đức Mẹ nữa kìa. Thầy về rồi, thầy về được rồi. Nhưng mà mẹ nó xuống đi, 2-3 ngày nữa con mới được về đây, vì con của ta còn đắm chìm lắm. Về khuyên lên nhắc nhở nè, thơ này con đi đâu? Không đi, con không đi, nhất định không đi. Đi dạ, không đi. Trở qua hỏi má, ủa sao bà không giống má tôi vậy? Má sao được,
mẹ vâng nè, kêu mẹ kêu má, như thế thì hỏi trên này có trồng lúa không, có cấy lúa không, không có cầu đi 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 tiêu không, không có chỗ nấu cơm không, không. Ủa không có sao rồi lại lấy gì ăn vậy mẹ? Em nói thực dục biến hóa. Có ăn liền rồi, có hai ông nó gạt thì nữa nha, thì đi mà đi về cung tiên đó, gạt đi sau nè nè, đi lại ngay cái xe của công chúa cùi đó, xin ăn sọc đồ đạc cả trăm trăm món ngàn món đi. Thì kể chuyện nha, nó có vô đây thì ta cũng cắt cười thôi. Rồi nghe lợi thấy công chúa, nói công chúa cùi thiệt, quấn vải đẹp lắm, màu rồi trời, bì cuốn gì đó, gỏi cuốn cái gì mà thơm kèn gì, chén ngọc chén ngà để đầy một cái xe vậy này, ngồi bốc ăn. Hồi giờ mình cô ơi, cô cho tôi ăn chứ, sao cô ăn ngon như vậy, là hai cái người này xúi nha, xúi. Cái cụ này món ăn này chưa ăn được, chị về đi, về tu đi, món ăn này để cho người tu sau thì ăn. Xấu hổ không, dài qua đấy thấy không, mấy ông xúi mà xấu hổ. Thôi ta không cho ăn xấu hổ gì, thôi đi đi, dẫn đi một đoạn nữa nè. Còn một chỗ nữa nha, mà thấy đừng có la ông sùm, mà không muốn la nữa đâu, thì đi cùng hai cái ông đó, không có hai ông gì không biết nữa, dẫn thầy đi lên. Đi lên thì thầy thấy đồng rộng mênh mông, không biết ngàn muôn cái mẫu đất đó. Đó như vậy, cỏ đồ đẹp lắm, tất cả đều không có nhà cửa gì. Tự nhiên nhìn lên, biểu nhìn lên thì thấy cái lộng bằng cái nhà này, nửa cái nhà này, còn hai cái hương, ba cái hương ở ngoài đó hết. Rồi cái chân hương cũng vẫn sừng sừng bự đẹp lắm, có hai con rồng. Cái đầu thì là trầu ông, còn cái đuôi chắc ở Vĩnh Long quá. Mình nói vậy đó, xa vậy đó. Rồi tới hiện lên là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, nghe cho con nói nha, bộ râu thấy là thấy chết rồi đâu cái gì, mà người cao gì quá trời quá đất đi. Cái thầy mới nói làng xóm ơi, sao trên này người cao dữ vậy. Ông nói chết rồi, hồi nãy biểu đừng la mà giờ la lên rồi còn gì đâu. Cái nói ủa sao người cao vậy. Ông mới nói nè, ở đây không biết là chỗ nào không, là thượng giới, đó là Đức Ngọc Hoàng, bái đi. Chừng đó thầy mới quỳ lại vậy nè nha, thật sự có, thật sự chết rồi, chết một ngày rồi. Rồi xây qua ông mới nói người ở dưới dưới hạ giới con á lùn lắm, không có cao, ở trên này cao 24 trượng, người cao vậy. Vòng quanh vòng quất qua thấy tự nhiên ở dưới này đội một cái áo tung lên. Rồi thầy hỏi ai vậy, Thổ Hành Tôn. Tự nhiên cái áo nó vắng vô nhà vô mình ấy, không có ai may hết à. Nó ủa sao lạ vậy đó, thì các ngài mà nói đây là thượng giới, còn hồi nãy con ghé cái bến là trung giới, con ở hạ giới, thì thầy mới biết rõ được cái nào là thượng hạ trung. Trên đó không có gì, cái không gian mà không có gì hết á. Cho nên hôm nay chúng ta khi bỏ thịt xương rồi đó, cái cõi bồng lai tại thế này, đó rồi tiễn mình đi, mình chuyển kiếp từ từ được hết là cái gì. Như vậy đó thì thầy phải lãnh thơ của Đức Mẹ, thì đem ra rồi đó, thơ không lãnh đâu. Nói vậy chứ khi mà lợi cái chỗ cái tàn cây đó, bà nói là con đứng xuôi tay xuống, nghe lời bà xuôi tay xuống, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, tự nhiên nó mát, nó mát từ ở đâu nó đưa đến mình, mát thích bắt mắt kỳ cục vậy. Chừng mở mắt bà nói rồi đó con, đi đi xuống đi. Không đi, không đi, mà cái tay mặt này nè, lấy cái tay đâu, thơ đâu đưa con đi, nói vậy đó. Thì bà mới rồi trở lại, nó không đi, bà mới lấy cái dòng 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 sôi y về mình đương nón đó con, bà nắm vậy đó, là cái càn khôn định mà đâu có biết được. Quỳ rồi 8 giờ sáng chết hồi đó, khoảng chừng 3 4 giờ mà tới 8 giờ sáng mới bình phục lại, thì môi tím hết rồi đó. Thì mấy cái cảnh đó thầy đã biết được rồi đó, thì bây giờ đừng ai qua mà nói dốc á, nói này nói kia với thầy, thầy biết rồi, nhưng mà thôi kệ, người ta muốn nói gì nói á. Còn thầy đã có trở về rồi đó đọc, nhưng mà không ở được.
Tại xuống đây còn nhiều sự nữa lắm nhưng không được nói đó. Như bữa đi Lăng Thiên đó thì ngồi gần bên để thuyền để ngồi niệm Phật để cầu nguyện thì nghe dân dẫn đừng lộ thiên cơ sớm nha bạn. Thiên cơ bất khả lậu, nếu lậu thì nói dốc. Thì mẹ đưa lá thơ đó đêm đó đi về thì miệng nói rồi 12 giờ là nói giảng nói kinh rồi. Ủa ở đâu vậy? Giả Hồng còn trẻ lắm. Đêm sau Giả Hồng nữa, đêm sau bên bên bằng lính nó bắt gặp. Hỏi chị đọc cái thơ gì hay quá vậy chị? Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Thì qua đêm thứ tư ngồi để nói chuyện thơ phú được rồi đó. Thì quý vị thấy là thơ phú này là không phải ở đây đâu. Nhưng mà giờ mình nói có ai tin được không vậy? Không, bây giờ đừng đừng sợ ta, đừng bắt buộc ai tin đó. Đây quay cái nhiệt độ của địa cầu này rồi thì quý vị sẽ tin không tin thấy hết. Ừ, thấy hết. Cho nên hôm nay thầy xin kể chuyện một chút cho vui là tặng cho quý vị một bài là đừng quên Phật. Có nghĩa là mình hãy mình nhớ Phật là mình tu được. Còn nếu quên rồi là mình không thể tu được. Vì thầy biết được rồi, có đi rồi, có chết bao nhiêu ngày rồi đó. Ngày hôm nay sống rồi lại đây đó quý vị. Rồi thầy đã về luôn đó. Không ở đây nữa đâu. Nhưng còn thương tất cả chúng sanh, còn thương người bệnh tật, rồi lại thương người chưa tỉnh giấc say nồng, nghiệp cứ dương cứ chất cứ chồng, thầy về Phật đâu yên lòng đồ đây. Phải ở lại đây đời tàn bóng xế, để bồng ẩm con khờ lên chiếc thuyền tiên. Con người rắn nhớ mối duyên, thì về tiên cảnh nơi miền xuống đây. Bị quỷ lộng tà dây bắt vơ, nhưng thầy không có thiệt tình không chịu trớ gì đâu. Nó đem nó chôn dưới hang sâu, nhưng mà phép Phật để đâu con khờ. Độ cho thầy hiện giờ bình tĩnh sáng suốt nhiều để nhận lệnh mới tiên, để ra đi độ khắp trần miền ngày năm tháng thường xuyên tu tình. Nhớ thầy dặn con ơi nhớ nhìn, rồi ốm đau sanh bệnh đừng buồn, Phật giữa trời đâu có mà buông, thương ủng hộ người hiền chất phác. Con biết em con là Bồ Tát hiện nơi trần đi cứu cánh chúng sanh. Ngài quả thân mà, Ngài quả được điềm lành, Ngài cho con phép của Ngài đó đó để con để dành cứu nguy. Bồ Tát sanh tất cả chuyện đã đi, nhưng mình đã làm bậy thì Ngài không ghi tên mình. Thầy nè cũng dám nói là Bồ Tát đó quý vị, nhưng lén lén để người ta không nghe không tin. Bây giờ thầy nói thẳng đạo mình là ai, thầy vâng lệnh Phật Như Lai, dù bệnh tình cách mấy cũng sống dai khuyên đời. Vì chúng ta tính thật là con trời, thầy đâu có cãi một lời phụ ân, thì là còn sống tại trần nhấp nhô về biển khổ rồi ngồi gần chúng sanh. Thầy lại tất cả Phật tử về tu đi để thấu triệt ngọn ngành, để bỏ kiếp này oan uổng rồi ai tạo thành mình ra. Gần ngày mở hội long qua, con ơi đừng mù thám rồi phải xa huynh tiên. Ngồi ở đây nè, có tánh chất nè, là có duyên nè, thấy không? Đợi chờ mua vé để lên thuyền về quê. Con ơi ở chi đi phải nặng nề, xóm dài chiều mượn muôn bề tối thui. Phải tập tánh, phải vui đừng có ngã. Phải tu hành niệm Phật đi để hỷ xả cho người. Họ cũng vui, họ cũng ác, họ cũng cười, họ cũng thiện, rồi họ cũng như người mình vậy. Nhưng bị lầm lạc người đâu có thấy, cho nên lủi chân vào cắm bẫy trong gai.
Con người thì sáng hàng ngày, nếu trời ban thưởng thì ngày nay con gần để sống sót, dù ăn mày ăn xin thì tâm con cũng gián tiếp của thiên đình phủ dương. Vì con có sắc ấn của thiên đường, cho nên quý mỹ tà dương được nào. Một mình ở rừng nổi đâu, thấy khổ lắm đổi, nước mắt âm hao. Đêm nghe giái dích, đường chiều nào nghe chim. Con đồng đạo đi đâu mất rồi, không có lặng im. Để về nghe thầy giảng, thầy đem điềm giùm cho. Cứ đói nghèo rồi lại no, bỏ thầy quạnh quẻ quanh co núi rừng. Thôi ráng đi con, trời gần hừng, thầy dìu con dạy coi chừng sảy tay. Bay qua sông biển hằng ngày, chiếc thuyền của Phật Như Lai cấp kìa. Một phút nữa chúng con giả từ dìa, bỏ thầy ở lại chốn rừng buồn đồ quạnh quẻ cô đơn. Không sao, thầy chẳng buồn hơn, thầy tịnh tâm an lạc trong cơn buổi này. Nhờ đức mẹ, nhờ thầy, nhờ tổ sư nhiều đời kiếp thì cảnh này mới được yên. Quanh co đảo lộn nơi biển, con theo đức Phật thần tiên con về. Ráng đi con, đừng có buồn nữa, để lễ thế. Tội gì mà đem dục cái xác này nè, nặng nề mình mang, tại mình lầm nặng ngụy trang. Mình muốn nhẹ nhàng đó thì cầu an làm gì. Đừng vay mượn nữa con, trả đi nợ cũ, đừng vay nợ mới làm chi. Vay thêm chồng chất rồi gian nguy lúc đời, kỳ này khổ lắm con ơi, 70,000 nữa mới lập đời tái sanh. Về đi các đấng con lành, cũng con thượng đế trời xanh ra kìa. Gặp thầy tổ để sớt chia trong niềm vui vẻ, chúc con về mát mẻ vui tươi, để tu đi cho mát mẻ con người, để soạn thảo để vui tươi mầm non lại. Đừng cầu nguyện giáng sinh lễ bái, con giận làm hiền như Phật hỡi Quan Âm. Thứ tha cho kẻ lỗi lầm, đặng mình nói dấu mình tầm về quê bà ơi. Bà hỡi cứ chê, kỳ này bà bỏ rồi ra mê biển hồ. Ráng cố gắng nha, kỳ này ráng đắp tô an lạc. Dù mình trông cho cái người đó chửi mình á, nộ nạt thử coi, nhưng mà không thấm mặn vào nồi. Chửi là hỏi chửi rồi mình coi, coi mình không sao hết á. Người ta chửi mình cười được đó, thì mình mới tin, mình mới nhìn, mình thấy cái đức linh của mình. Chứ còn mình hỏi linh tinh, người ta chưa chửi rồi mình nhìn thù thêm. Con về thì nghỉ ban đêm, nhớ lời Phật dạy đêm đêm nay mới. Chân của thầy sỏi đá trong gai đang đạp, nhưng nguyện như mười phương rồi con sẽ kết nạp tâm thân. Nay mai lìa bỏ hồng trần, xương này con gửi đất mẫu thân kia kìa. Thịt da sẽ bị trâu tria, vì dài quá nặng rồi dìa trả ngay. Hồn linh thầy ngự phương đài, về chầu Phật tổ rồi trần ai đâu còn. Niềm vui vẻ chúng con nhớ nha, đừng rời Phật nha con. Đừng quên đức Phật rồi hao mòn tấm thân. Nhớ Phật như trồng cây mình đắp được phần, như phù sa đất tốt rồi gần trái cây. Học hành đừng nói dở hay, mực mài cho vẹn rồi sau này đến thân. Phải thức dậy sâu kinh nấu sự để được gần, từ sở tới tầng mà thầy đã về Nam. Đừng kêu đã núi ông Sam, đừng kêu ai biểu thầy làm việc tiên. Đừng kêu cấp cả trần miền, đây rồi ba tánh cuồng điên loạn quần. Đừng kêu nay tỉnh mai hưng,
ta đờn mà ta khóc rưng rưng châu mày. Đờn kêu sống mùa dài dài, không tin trời Phật ngày mai biết liền. Bây giờ thầy đã khủng điên, điên trời, điên Phật hoàng thiên lâm thầm. Đờn kêu ba tánh nhà Nam phục hồi mà trở lại ráng làm. Hiện nhân ngày sau lập thánh cho được gần. Phật trời mà ban thưởng chứ tự phần không sao. Đừng kêu núi dậy bệnh đau bệnh gì mà chết quá như cọng rau luộc kìa. Đây rồi phải cách phải chia, chồng kia xa vợ mà vợ kia xa chồng. Đờn kêu thấy đã náo nồng, đờn kêu âm đạo chất chồng phú thơ. Bây giờ ông xuống trần giờ không phải nói chuyện du dơ đâu trò. Đờn kêu đừng có âu lo, ráng xây đắp được cái gò phước ân, ngày sau quỷ diệt hồng trần mình còn tồn tại phước ân sau cùng. Đời nay thấy quá lạnh lùng, đời nay thấy quá chập chùng phong ba. Nhìn rồi ít có người ta, ta đi khắp xứ gần xa đi lượng người. Quỷ ma hớn hở vui tươi, lên đầu lên cổ mọi người hiện lương. Thấy thôi tất cả chung đường, người ta mà thì ít chứ quỷ dương chứ dậy đầy. Đừng kêu tớ lại xa thầy, ai biểu kỳ này thầy xuống thầy khai. Thầy cho ba tánh gái trai biết đường đạo hạnh rồi biết ngay chứ tội trời. Đừng kêu ôi hỡi xa vời, ta đờn mãi mãi cho đời tu đi. Đừng kêu sắp khổ gian nguy, sắp tới thời kỳ bận rộn chứ thiết tha. Con thì khóc mẹ khóc cha, đói cơm mà khát nước lết là cùng đường. Tại xưa mình chẳng khi nhận nhường, bây giờ bị lối lạc đường còn đâu. Đấy rồi lắp bể ngăn dấu rừng thiên, mà qua biển chứ biển sâu quá còn. Về đi con giữ linh hồn, thương thầy con chớ dập dồn tội mang. Sau này về chôn lánh trang tầm sơn thầy đợi. Con tan lên đò, chịu buồn thầy vẫn còn lo. Làm sao đưa được chiến đò sông mây. Bao nhiêu khách hỏi gần kề, hiền lành mà lại tư về. Lang thang thôi rồi, ở chốn trần gian. Thầy có xuống thế có thang cũng buồn, thấy chưa nhiều sự điên cuồng. Mà người không biết lại tập thuồng mê chơi, không thương mà dẫm đất kêu trời. Lạc đường mà không biết mà chơi với không mà ngừng. Đợn kêu sấm nổ nữa lần, tan ra mây khói chứ coi chừng tới giờ nơi. Hoàng hôn đen hết chứ tại trời, lập lại cái đời mà tạo dựng người tu. Thôi rồi trăng tỏ lại luôn, thầy đây mà chúc đạo rừng thu tu hành. Tu cho đạt pháp thành danh, sau này việc bỏ hôi tanh không còn. Đặng thăm tất cả bà con, ai sống ai chết ai còn là tiên. Đây lời đêm nọ cho thầy khuyên, tặng người mà hiền sĩ cho ráo liền ý thơ. Thầy đâu nói chuyện du dơ, nói chuyện thơ phú thì thơ dễ đầy.
nếu ai thức dậy cho canh chày soi coi mà có đúng cái giờ này hay không. Ta đi buông biển mênh mông, ta ngồi ta đợi ta trong từng người, nhưng mà chung lại chứ biến là lời, còn sánh ra nhạo chứ chê à cười ông mơ điên. Hôm nay thì thầy cũng suy giảng nhiều và trao đổi với tất cả quý vị anh em của mình nha. Đây là một cái bài là đừng quên Phật. Nó rất là không có cái gì mà cái vấn đề nó bề bộn hết. Như thầy Diệu hôm nay đó, nếu mình không có quên Phật thì mình khôn ngoan lắm. Chứ không phải nói là thầy thông thi cái đạo này cái nào, không phải vậy. Mình phải hòa đồng tôn giáo. Từ đây thầy xin tất cả chúng con cùng là ông bà cô bác anh chị chùa này một nè, thánh thất nè, hay là chỗ nào nhà thơ rồi kể người ta nghe không, trách nhiệm người ta làm gì ta làm cái gì đó, thì mình thấy chùa nhiều đó mình còn mừng nữa. Chúng sanh quá trời đông, đa chúng sanh phải ra chùa để giúp đỡ cái rối loạn cái gì đó. Còn nếu mà ai là người học giỏi, học tới tiến sĩ cử nhân mà thất bại hoặc là còn một chút nữa à, thì về đây cho thầy, về đây xin bổ túc, thầy sẽ dạy cho. Ông thầy giáo già, ông nghỉ việc rồi, ông trốn trong cái chòi đã về bốn vị, năm vị, sáu vị, chứ về một đứa ông dạy, ông chỉ cho để rơi đề thi cho vô thi là có điểm liền gấp kỳ. Nhưng trước khi đó đó thì quý vị phải học bổng nè, học giỏi, học sinh tốt nè, thì về khơi là quý vị hiểu hết trơn đó. Ngồi ở đây chứ quý vị đã nhiều đời kiếp tu rồi đó, làm con này con kia nói không được đâu đó, mà chuyển hóa lên Bồ Tát đem lên, hóa giải đem lên, rồi thoát kiếp được, thế là biết bao nhiêu cực khổ, mà bây giờ lên để chúng sanh đầu thành Phật, không để mất nữa. Đừng có làm quá, dạ tôi làm 10 tiếng để tôi mua cái món này của Nhật Bản, cái máy này tốt quá, nó tốt sao mà không tốt, cái máy nó tốt vậy là mình phải tốt hơn. Nó vậy, mua cái quạt này đó, tới nhiều tiền, 1 triệu, 2 triệu, cái quạt mo đó, cái quạt chi mình quạt đi, cái đó cho người ta ăn cơm, cho người ta uống thuốc, thấy không? Để nhìn dụng cái đó là một cái vĩ đại đó. Nói thì nói như thầy còn tất cả quý cô mà thầy cũng không tránh khỏi kìa, máy lạnh, máy nước, máy này, máy kia, thấy không? Theo thời kỳ, cho nên Phật có nói là mình tu cũng phải nè, sĩ, nông, công, thương, đi làm, đi gì, mặc áo gì, làm gì, tu cũng được hết. Bây giờ đại ân xá, ngày xưa là khác đó, còn bây giờ là khác rồi, thay đổi rồi, thầy cũ đổi mới. Bây giờ mà đắc đạo sao bần sĩ dám nói định chết, cái gì đó, thay cũ đổi mới. Phật hồi xưa đã về hưu hết rồi, mấy ổng nó không ở này đây đâu, đi về hưu, về nó cái mấy tầng của mấy ổng rồi. Thì bây giờ mình sẽ thay trở lại đó, trong thời kỳ này mà Việt Nam nè, tất cả các nước đắc đạo cao siêu lắm đó. Còn cái gì mà cư sĩ tại gia đó đắc 80%, vì tất cả mấy mẹ nè độ bên phái nữ rất là đức thuộc, nó bừng giận yếm mang đi, rồi có làm sai làm trái về nuôi con nuôi chồng nuôi vợ, rồi đi cúng chùa cũng lén lút nữa, không có được đi tự nhiên nữa, thấy không? Cho nên là các mẹ đem về hết đó. Thầy có hứa tầm 7 tầm 3 với bên kia, thầy 51 qua đây nha, đặt cái bàn thầy nguyện với Quan Âm để mình xin chuyển cái kiếp của mình, đừng làm nữ nữa cực. Nói mậy quá chắc không nói được nữa. Thì quý vị có hiểu rằng thiện nam tính nữ không? Cái đức thầy của chúng ta nó là nữ tính đó. Thì bây giờ mình đừng tính nữa, thì bây giờ cấp nữ xuống đi gần gũi tất cả chúng con đó, đừng tính đừng mê đó, vậy là mình cứ tu cứ mài miệt sự đúng không sai, mình kiểm việc rồi gia đình của mình đó, thì mình thương yêu gia đình của mình, con chồng vợ anh em cha mẹ nhiêu đó đủ rồi, thừa trong nhà mới ra người ngoài. Còn cái này mình không có đáy hoài một chút xíu thì mình đem mình cho người ngoài thì nó cũng vô nghĩa đi, vậy đó. Thành ra bây giờ mình thực tập làm con người được rồi nè nhá, nhân thần thánh tiền qua Phật cấp kỳ. Còn này mình không tập làm con người đó, mình thấy cái bức tượng quá lớn, Quan Âm gì 50 mét, thì ông sư ông xây cất cao, chứ bà nói bà đâu có ở cao, bà hằng từ hà sa vô tận mà thị hiện bay xuống đây để cứu cánh, thì bà đâu có nói là cao và thấp đâu,
tại mình tô lên, đúng không? Tại mình xây vậy, thầy cũng thơ Quan Âm nè, nói vậy đó, đâu có gì đâu. Cho nên hôm nay chúng ta phải ráng cố gắng, đừng có thấy cái vui, đừng thấy cái buồn, đừng thấy cái sự nói năng của ta, mình nghe theo nè, mình nghe cái lý. Cho nên Đức Ngài mới nói là theo Phật giáo phải tầm cái lý, hỏi làm sao ta phải tu hành. Mình phải hỏi làm sao, mình tu cho mình chứ tu ai đâu. Và mình tu cho đất nước, đồng bào, tổ tiên, tam bảo. Rồi như thế đó, thôi đêm cũng đã hơi khuya, mời quý vị nếu ai nghỉ đây, còn không thì về cho nó được bình an. Thầy chúc lành tất cả quý vị thượng lộ bình an nha. Rồi có duyên thì trở về rừng gặp thầy. Hay là thầy đã bỏ cái dục trái, không, đừng nghĩ vậy nha. Phật đi rồi A Nan khóc ra bờ chưa ngộ. Thì ngộ rồi đâu đâu có thương, thương gì? Phật đã làm xong rồi, Phật đi rồi để lại cho mình biết bao nhiêu ngọc hoa châu báu vậy nha. Khi mà thầy đã đi rồi thì bốn biển Nam Châu này, chỗ nào có Việt Nam thì vợ, chỗ nào nước nào cũng có thầy. Cho nên á, sau này quý vị lên để làm cố vấn thôi, để tiếp thôi, chứ khỏi có ngồi đây nè. Thầy có ra một câu thơ: trùng trùng điệp điệp kéo về đây, không biết ở đâu quá chật đầy. Đó, vậy đó. Cái ngày còn mấy ngày qua bình nữa đó, thì ngồi thầy nói không cho nói thôi. Vậy đó, 7 ngày nữa thì qua bình nè. Thầy mới nói là le le mắc kế dịch tạo, hại mày xuống nước tao nhào lên khô. Thấy không? Mình ma le mà cũng mắc tàu đó, ở đó nói chuyện đó. Thầy nói mấy câu á: dưới trời mưa không cấy dứa bào, để đem lên đỉnh non cao cấy trồng. Đưa cho ông đạo đó. Ông đạo nói: bài gì vậy thầy? Thì 7 ngày nữa biết, 7 ngày nữa. Thôi thì cúi đầu cảm ơn quý vị nha. Nam mô Di Đà Phật. Chúc sư cô ngủ ngon nha. Sư cô thiền đạo đắc đạo nha. Thì bây giờ tuy vậy chứ là trên đã khấn ghi rồi, sư cô giờ vẫn yên tình nhàn du nha.